Nghệ An, học sinh lớp 5 tử vong do điện thoại phát nổ khi học online. Tối 14 tháng 10, ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Nam Anh, huyện Nam Đàn. Nạn nhân là một nam học sinh lớp 5, nguyên nhân do điện thoại phát nổ khi em vừa học online vừa sạc pin điện thoại. Khoảng 4 giờ chiều nay, em Nguyễn Văn Quy, học sinh lớp 5 ở nhà học online, khi vừa học vừa sạc pin thì bất ngờ điện thoại phát nổ, em Quy bị bỏng nặng và không qua khỏi. Gần đây, nhiều nạn nhân thiệt mạng do sử dụng điện thoại và máy tính không hợp lý, trong đó có nhiều em học sinh bất cần khi học online nên gặp những sự cố thương tâm. Mới đây, một bé trai 10 tuổi ở Thanh Xuân, Hà Nội cũng tử vong do điện giật khi đang học trực tuyến trên máy tính. Được biết, trong lúc học, em đã bị điện giật do lấy kéo chọc vào ổ cắm điện. Nạn nhân được gia đình nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.